Bộ Quốc phòng đã huy động các lực lượng khác nhau hỗ trợ bộ đội biên phòng ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép để kiểm soát ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Những ngày qua thì nhu cầu người Việt Nam về nước cũng tăng lên. Để kiểm soát triệt để, ngăn chặn nhập cảnh bất hợp pháp, nhất là trên biển, nhiều cách thức đã được làm để không bỏ lọt người vượt biên trái phép. Ngoài các tàu xuồng trực tiếp rà soát trên mặt biển, Vùng Đông Hải quân hiện đang duy trì quan sát 24/24 tại các trạm radar. Tất cả những dịch chuyển có dấu hiệu đi ngang biên giới biển đều được thông báo đến lực lượng túc trực trên các tàu xuống để kiểm soát. Đơn vị cũng đã quán triệt và duy trì nghiêm túc công tác trực, quan sát phát hiện, quản lý các tốt mục tiêu, thông báo, báo cáo kịp thời về sở chỉ huy cấp trên, cũng như là các đơn vị hiệp đồng như là cảnh sát biển, là biên phòng để tổ chức kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vùng Đông Hải quân là cơ quan thường xuyên có các hoạt động trao đổi với Hải quân Thái Lan, Campuchia, nên đường dây nóng hai chiều cũng được khai thác triệt để trong việc thông tin, kiểm soát từ nguồn các tàu có ý định vượt biên trái phép bằng đường biển vào Việt Nam. Chúng tôi thường xuyên duy trì đường dây nóng với Hải quân Hoàng gia Campuchia và Hải quân Hoàng gia Thái Lan để kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, tình hình di biến động của người dân, nhất là về phía Việt Nam bằng đường biển. Từ đó, phối hợp với lực lượng biên phòng, cảnh sát biển phân tích, ngăn chặn tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, chúng tôi cũng có các cái giải pháp để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm cho chính cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Đã có thêm 4 tàu cùng hàng chục thủy thủ cán bộ chiến sĩ tiếp tục được Vùng Đông Hải quân tăng cường hỗ trợ biên phòng các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau để tăng khả năng tuần tra mặt biển. Vượt biên trái phép bằng đường biển đồng nghĩa với nguy cơ lây nhiễm dịch rất cao. Do đó, việc sử dụng tất cả các biện pháp ngăn chặn nguy cơ này hiện đang được ưu tiên tối đa.